Trước chúng ta dừng ở chỗ phim khớp và loãng xương. Hôm nay chúng ta đi tiếp qua phần tiếp theo là ung thư. Ung thư thì có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư, gồm điều kiện môi trường sống bị ô nhiễm hoặc là do hành vi thói quen sống không lành mạnh hoặc là mình. Tại vì nhiều khi ăn uống nó không được, giờ người ta hay bỏ hóa chất đồ vào nhiều nên nó dẫn đến bị thay đổi cấu trúc gen di truyền của mình, hoặc là bẩm sinh người đó cấu trúc bộ gen của họ đã bị lỗi sẵn và đến giai đoạn nào đó nó bộc phát thôi. Đó, thì ung thư hiểu nôm na là như vậy, là do bị nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến sai mã gen. Và lúc này khi mà sai cái mã gen nó và nó tạo nên những cái tế bào gọi là tế bào bị hư á, tế bào bị hư hỏng nó sản sinh ra, thì lúc này nó lại cơ thể chúng mình có một cái cơ chế lọc những cái tế bào bị hư đó đi. Ví dụ như 100 tế bào thì có thể nó lọc được, nhưng càng lớn tuổi thì nguy cơ càng cao hơn ung thư, bởi vì lúc này cái hệ miễn dịch nó đã bị kém, suy giảm. Và lúc này với lại nhiều bắt đầu tế bào hư nó sẽ có thể nó sẽ tăng lên do những cái điều kiện môi trường và cái khả năng phục hồi kém của mình, bắt đầu nó mới phát sinh. Thì ví dụ 100 cái tế bào thì cái cơ thể mình nó lọc được, nó có một lưới lọc nó lọc được, nhưng bây giờ nó lên 500, 1000 tế bào, chỉ cần một cái tế bào lỗi thôi thì nó đã có vấn đề rồi. Thì khi và những cái tế bào lỗi đó nó qua mặt được hệ miễn dịch ở chỗ là nó làm cho hệ miễn dịch nghĩ rằng nó là một tế bào bình thường. Đó, hệ miễn dịch của mình đôi khi nó hoạt động không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Đôi khi nó nhận thấy như bệnh viêm khớp, nó nhận thấy tế bào đang khỏe mạnh lại là kẻ thù. Nhưng đối với ung thư chẳng hạn, đôi khi nó lại bỏ sót, nó không nhận ra đây là bạn hay thù. Đó. Thì đặc điểm nữa là khi tế bào ung thư mà sản sinh ra thì sẽ sản sinh với tốc độ cao, cấp số nhân, nên tiến trình nó diễn ra rất là nhanh. Đó, và thường á, ở đây người ta nói nó sẽ đi kèm với những bệnh lý về tim mạch. Và ung thư chúng ta hiểu nôm na đó là một dạng viêm toàn thân, giống như là cơ thể chúng ta bắt đầu nó phải khi bắt đầu chuyển qua những giai đoạn nặng thì bắt đầu có triệu chứng nhiều rồi đó. Thì lúc này nó gây ảnh hưởng đến các cơ quan, nó làm tổn thương các cơ quan trong cơ thể. Thì lúc này cái việc của hệ miễn dịch là nó phải sản sinh ra chất gây viêm để nó phục hồi cái chỗ mà nó bị tổn thương đó. Và lúc này nó tổn thương nhiều nơi và liên tục, nên cơ thể chúng ta cũng sẽ viêm liên tục. Vì vậy khi mà bị viêm nhiều như vậy á, cơ thể cần một cái nguồn gọi là nguồn protein cao hơn so với bình thường. Bởi vì như các bạn cũng biết thì hormone hoặc là enzyme, tất cả mọi thứ đều là từ protein. Mà để kể cả các cái mà chất gây viêm đó, nó được sản sinh ra, nó cũng bản chất nó là protein. Thì nếu như ăn uống mà lại không có protein đủ á, thì nó sẽ làm chậm quá trình phục hồi đi. Đó. Mà cái khó ở đây là khi bệnh nhân ung thư tiến hành điều trị các thứ á, họ lại ít vận động hơn. Họ lại kiểu tại vì họ tiêu cơm nên họ cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn, họ thấy lười vận động. Và họ ăn uống nó không còn ngon miệng nữa, không có giống như lúc mình khỏe mạnh, mình lúc này chẳng muốn ăn, chẳng muốn uống gì hết. Đó làm cho cái chuyện đưa cái nguồn dinh dưỡng vào nó lại càng ít đi. Bên cạnh đó có thể hình dung việc chúng ta bị ung thư giống như là một cái thùng đang bị thủng đáy. Một cái thùng khi bị thủng đáy á, thì cái việc chữa trị á, nó là như một cái loại, nói nôm na một cái loại keo dính để nó vá cái chỗ cái thủng đó đi. Thì nó cần thời gian để vá được cái chỗ thủng đó. Còn cái việc còn với việc của cái người bệnh á, là phải nạp cho đủ dinh dưỡng và vận động để tạo cái nhu cầu dự trữ protein các thứ để duy trì được cái sức khỏe của mình. Tại vì nếu cái thùng bị lủng mà chúng ta không đưa nước, đưa đồ vào, nó sẽ tiếp tục trôi ngoài hết. Hiểu nôm na như vậy. Đó thì yêu cầu đó là cái đặc tính của cái bệnh ung thư. Và trong ung thư có một cái gọi là đến cái mức độ nghiêm trọng á, bác thường hay gọi là bác sĩ trả về á, nó có một hội chứng phổ biến thì chúng ta gọi là hội chứng Simon.
đại chứng xi mòn ung thư. Các bạn có thể tìm đọc, rất là dễ hiểu. Hội chứng xi mòn ung thư nó có 3 mức độ chính. Đây. Tiền xi mòn, tức là lúc này cơ thể, thời gian đầu của ung thư chúng ta sẽ không thấy dấu hiệu gì hết. Và chúng ta cũng không quan tâm lắm đến cái việc là mình lâu lâu bị mệt mỏi như kia nọ. Nhưng thật ra là do cơ thể đang sử dụng cơ bắp, sử dụng protein, protein chính của cơ thể lúc này là cơ bắp. Nên các bạn thấy bị ung thư, người ta sẽ ốm yếu, tụt ký rất là nhanh. Đó. Tiền xi mòn thì lúc này họ sẽ giảm trung bình khoảng 2% trọng lượng, dưới 5% trọng lượng cơ thể. Là có, và có những cái hiện tượng như là chán ăn và thay đổi chuyển hóa bắt đầu thấy bất thường trong người. Rồi bắt đầu, đây là tiền xi mòn. Rồi đi, và theo cái mũi tên này càng về sau á, cái khả năng phục hồi càng kém, khả năng phục hồi càng yếu đi. Nên giai đoạn đầu ung thư thường là nên được phát hiện sớm thì khả năng cứu nó nhiều hơn, phần trăm cứu được sẽ nhiều hơn so với giai đoạn những giai đoạn sau. Giai đoạn thứ hai là đi vào giai đoạn xi mòn. Bắt đầu xi mòn rồi, bên cạnh việc dùng thuốc tiêu hao thể chất và cái bệnh này nó cũng bào mòn mình luôn. Thì dấu hiệu là sụt trên 5% trọng lượng cơ thể và hoặc là BMI giảm dưới 20, dấu hiệu suy dinh dưỡng. Rồi sụt cân hoặc là giảm khối lượng cơ nạc. Là nguyên nhân chính là do gì? Là do thường là do giảm, như nãy mình nói là giảm khối lượng ăn vào. Đây người ta có ghi, nó hơi mờ. Giảm khối lượng ăn vào do lúc này người ta mệt mỏi, người ta biếng ăn, người ta không có muốn ăn, muốn uống gì hết, chỉ muốn nằm chỗ, ít vận động lại, kiểu như vậy. Và lúc này đang bị viêm toàn thân. Viêm toàn thân để kích hoạt hệ miễn dịch, ứng phó lại với cái bệnh. Đó. Đó thì nên chúng ta phải hiểu cái enzyme rồi hormone nó từ đâu ra và chúng ta phải nạp cho nó đủ. Rồi. Sau giai đoạn này đến giai đoạn gọi là giai đoạn này là giai đoạn bác sĩ trả về, thường sẽ được sống khoảng chẩn đoán sống được thêm khoảng 3 tháng nữa. Giai đoạn này là bác sĩ trả. Không còn kiểu chỉ nằm đó chờ thôi. Thì lúc này toàn bộ hệ chuyển hóa đi luôn rồi. Nên bây giờ có đưa vô cũng vô dụng, có ăn bây giờ cũng không còn hữu ích gì nữa. Nó đều đi ra ngoài và hoặc là nó không thực hiện đúng cái chức năng chuyển hóa nữa. Mọi thứ lên đường rồi. Nên lúc này sẽ đưa đến giai đoạn gọi là suy mòn trơ, lúc này nạp cái gì vô cũng hết được và dẫn đến tử vong ha. Đó. Và bệnh nhân sẽ ngày càng lún sâu vào nếu như họ không hiểu được cái bệnh, cái tình trạng bệnh của mình. Nếu chúng ta hiểu thì chúng ta biết rằng cơ thể nó mệt, nó không muốn ăn uống, nhưng mà để sống thì mình phải ăn, phải uống, phải vận động, phải tập luyện. Đó, đó là đặc điểm của cái bệnh ung thư. Vì vậy ở đây mới từ đó mới đưa ra cái chiến lược tập luyện đối với người bị ung thư. Đó là cần cải thiện chất lượng cuộc sống của họ, tập luyện để cải thiện chất lượng cuộc sống và sống được lâu hơn. Đó. Chưa đề cập đến chuyện có giải quyết được cái ung thư đây hay không. Thường thì nếu phát hiện sớm thì ung thư chỗ nào cắt bỏ chỗ đó. Nhưng đến giai đoạn nguy hiểm là giai đoạn nó di căn, nó đi vào được hệ bạch huyết hoặc đi vào hệ tuần hoàn máu của mình, nó đi khắp cơ thể rồi thì không thể nào cắt nguyên cái cơ thể được. Thì chỉ có thể gọi là cải thiện chất lượng cuộc sống cho nó đỡ bị những tác động của nó và sống được lâu hơn thôi. Lợi ích tích cực của tập luyện là cải thiện được hệ tim mạch và cải thiện được cơ bắp. Như mình nói là cải thiện cơ bắp để làm gì? Để có nhu cầu giữ lại cái protein khi mà mình ăn vô, để biết rằng nó đem đi, nó giải quyết cho vấn đề bị ung thư, nhưng mà mình vẫn phải ăn vô để mình giữ lượng cơ, mình vẫn hoạt động được, mình không bị quá mệt mỏi như vậy. Nó tăng lượng lean body mass nè, giảm mệt mỏi, đây, less fatigue, giảm mệt mỏi, cải thiện chất lượng cuộc sống và ảnh hưởng tốt đến tâm trạng. Vì người ta ít mệt mỏi hơn, người ta làm được những việc bình thường, không bị giảm sút nhiều, người ta sẽ ít ảnh hưởng đến tâm trạng người ta hơn, hơn là nằm một chỗ rồi chỉ suốt ngày nghĩ đến chuyện là mình bị ung thư, kiểu vậy. Đó. Nếu sau này có trường hợp gặp được những khách hàng như vậy hoặc là ai đó, mình sẽ nên khuyên họ như vậy để họ hiểu vấn đề. Rồi.
Đối với bệnh lý này thì phải kết hợp với dùng thuốc, kết hợp dùng thuốc. Ở đây là dùng thuốc. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cái việc gì sử dụng thuốc để chống lại ung thư á, nó lại ảnh hưởng đến cơ thể, như là ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh vận động, sẽ làm mình bị suy giảm chức năng vận động do cái hệ thần kinh bị yếu đi và giảm đi cardiac, tức là huyết áp và tim mạch, rồi kể cả cảm thấy bị cơ bắp bị mất dần yếu đi đó. Thì đó là những cái mà sẽ diễn ra khi bị ung thư, nhưng mà chúng ta phải chiến đấu với nó. Rồi, dấu hiệu của người bị ung thư là thường xuyên mệt mỏi và cảm thấy yếu đi. Thì tập luyện như họ cũng không tập nặng được, tập vừa đến trung bình thôi để cho cơ thể trigger được cái chuyện là tổng hợp đồng hóa protein. Rồi tập có thể tập luyện aerobic kết hợp với các dạng như đi bộ trên máy hoặc là máy trượt tuyết elliptical, đạp xe, hoặc phụ thuộc vào cái nhu cầu sở thích của cái người bệnh nhân đó. Và không nên tập luyện cường độ cao trong cái giai đoạn mà điều trị, vì giống như giai đoạn điều trị thì cơ thể rất là bị stress, mà nếu chúng ta đặt thêm stress lên cơ thể bằng cái việc tập luyện cường độ cao như vậy thì nó không phù hợp, đôi khi nó làm phản tác dụng, mà chúng ta nên tập luyện cường độ thấp lại. Nếu có giai đoạn cường độ cao thì nên né những cái thời điểm mà họ điều trị ra. Rồi. Tổng thời gian tập luyện aerobic ngắt quãng khoảng 20 đến 30 phút. Rồi. Chức năng miễn dịch bị giảm. Vì vậy sẽ tập luyện kháng lực vào khoảng ngưỡng 8 đến 10 bài tập và 10 đến 15 rep. Ở đây là gần giống như ngưỡng trung bình để tập hypertrophy 2 đến 3 ngày tuần, tập resistance. Rồi giảm đi lượng cơ nạc. Việc giảm lượng cơ nạc thì ảnh hưởng đến việc giảm biên độ chuyển động và thăng bằng. Xem cụm từ này. Đánh giá chung. Rồi. Cái việc giảm đi lượng cơ nạc, lean body mass, nó sẽ giảm đi về cái biên độ chuyển động của họ và khả năng thăng bằng, làm cho dễ đi bị té ngã này kia nọ hơn, giống như những người lớn tuổi, người già. Rồi, đó là một số cái lưu ý khi tập áp dụng tập luyện cho bệnh nhân bị ung thư. Đối với người bị ung thư có thể không khuyến cáo sử dụng SMR, bởi vì rồi, đặc biệt đối với những người đang hóa trị và xạ trị, có thể do cơ thể họ đang bị tổn thương, dễ bị tổn thương nên hạn chế mấy cái đó. Rồi, core và balance vẫn là tập core. Tất cả các bệnh lý chúng ta để ý đều thấy ưu tiên vẫn có kết hợp tập core, tập resistance để giữ được lượng cơ nạc, tập core và balance để giữ được thăng bằng để họ đi lại, họ hoạt động, họ vận động tốt hơn. Nên chúng ta lưu ý cái đó. Ok, đó là về bệnh nhân ung thư. Bệnh nhân bị ung thư. Tiếp theo là đến đối với bệnh nhân, à không phải bệnh nhân, đây là người phụ nữ mang thai. Tiếp theo là phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai là đến giai đoạn gọi là quan trọng của mỗi người phụ nữ, cả gia đình đều có thể là trông chờ đến giây phút đó chẳng hạn vậy. Và phải luôn theo dõi tình trạng sức khỏe của người phụ nữ đó trong thời kỳ mang thai, trong lúc tập luyện, bởi vì lúc này sẽ thay đổi toàn bộ cả về cấu trúc cơ thể, rồi lượng cơ, lượng mỡ, mọi thứ, và kể cả những cái hệ chuyển hóa, hệ nội tiết trong cơ thể đều bị thay đổi theo. Thì người ta thường sẽ chia 9 tháng đó ra, 9 tháng 10 ngày đó ra làm 3 chu kỳ, người ta hay gọi là tam cá nguyệt, thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Thì mỗi tam cá nguyệt đó khoảng chừng 3 tháng thêm mấy ngày đó, mười mấy ngày để theo dõi sức khỏe. Thì trong mỗi giai đoạn khác nhau như vậy, yêu cầu người mang thai phải đi khám định kỳ.
khám định kỳ, nó sẽ, nếu mà các bạn lên Google xem, sẽ có, người ta sẽ liệt kê ra giai đoạn nào nên khám cái gì hết, xét nghiệm cái gì để theo dõi. Một cái quan trọng đó là khi mang thai cần lưu ý xét nghiệm đau, xét nghiệm bị đau thì nó dao động trong khoảng tuần thứ 11, 11, 12. Bệnh lý đau. Tại vì để lúc này tại vì á, nếu các bạn đi sớm hơn á, thì chúng ta không thể phát hiện được cái, người ta sẽ thực hiện một cái gọi là đo độ độ mờ da gáy, đo độ mờ da gáy, thì nếu mà xét nghiệm sớm quá chúng ta không thấy được tại vì nó chưa hình thành. Còn nếu chúng ta để trễ quá sau 14 15 tuần á, thì lúc này nó đã phát triển che đi cái gọi là khuyết điểm đó rồi, dẫn đến chúng ta cũng không xác định được là cái thai nhi đó có bị đau hay không. Và tại vì nó sẽ, khi mà sinh ra một đứa trẻ, nó sẽ ảnh hưởng cả về gia đình, cả về đứa trẻ đó, nên chúng ta nên hạn chế tối đa những cái mà liên quan về mặt bẩm sinh như vậy. Và cái này khá tế nhị, tại vì khi mà phát hiện mà bị đau á, thì phải giải giải quyết cái thai đó và chờ vào cái thai tiếp theo chứ không thể giữ được, nên bắt buộc phải xét nghiệm sớm và trong thời gian quy định đó. Rồi, và còn những cái xét nghiệm quan trọng như xét nghiệm tuyến giáp, và một cái nữa là ở đây các bạn có nghe qua tiểu đường thai kỳ chưa? Tiểu đường tiếp 3. Có ai nghe qua tiểu đường tiếp 3 chưa? Tốn trước đi, vợ có thai thì xét nghiệm nhiều không? Có bao lâu đi xét nghiệm lần? Tôi cũng quên mất tiêu, tới đó bác sĩ kêu đi khám định kỳ. Thường là nên 1 hoặc 2 tháng là phải xét nghiệm, không có để quá lâu, không 3 tháng là trễ lắm đó. Thì cứ tốt nhất là nên xét nghiệm đều Nói chung mỗi tốt nhất tháng. là đi khám ngay bác sĩ định kỳ, các bác sĩ liên. Nên có bác sĩ, theo lời khuyên bác sĩ. Một cái nữa đó là tiểu đường thai kỳ. Tiểu đường thai kỳ vì sao? Vì khi tại tại sao nó ra xuất hiện như vậy? Tại vì khi mà mang thai á, mọi cái hệ nội tiết bị thay đổi, và lúc này cơ thể người mẹ mang hai người, nên cái lượng gluco trong máu á, phải tăng lên để đáp ứng được cái nhu cầu mới, thì cơ thể phải thích nghi theo như vậy. Nhưng mà sẽ có một cái mốc riêng của cái người tiểu đường, của cái đo lượng đường trong máu của thai phụ so với là bệnh nhân tiểu đường, nên phải kiểm tra hai cái đó khác nhau ha. Không thể lấy cái tiểu đường, cái xét nghiệm đường huyết của thai phụ mà so với lại xét nghiệm đường huyết của người tiểu đường, mà nó có một mốc riêng. Thì xét nghiệm nó để làm gì? Để tại vì nếu mà có trường hợp mà tiểu đường thai kỳ, trong thai kỳ mà bị tiểu đường, thường nó sẽ xuất hiện vào khoảng, hay mình nhớ là ở tam cá nguyệt cuối, là khoảng tuần thứ 16, 17 trở đi, giai đoạn cuối. Thì lúc này nguy cơ gì khi bị tiểu đường thai kỳ sẽ dẫn đến đứa trẻ sinh ra dễ bị béo phì, và nó sẽ có nguy cơ bị tiểu đường trong tương lai, và nó sẽ bị ảnh hưởng đến tim mạch của đứa trẻ. Một cái nữa đó là tình trạng mà bị gọi là tiền sản giật, là khi đó người phụ nữ mang thai gần sinh nó sẽ bị các cơn co giật và ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con. Đó là một số cái mình cần lưu ý. Tiền sản giật, các bạn có thể tìm ở đây về tiểu đường thai kỳ hoặc là tiểu đường tiếp 3. Đây, nó sẽ có. Và nó khá là phổ biến hiện nay, nếu vì vì nhất là đối với văn hóa, ví dụ văn hóa ở đâu cũng vậy. Ví dụ người nước ngoài thì họ ăn dung nạp
nhiều cái lượng đường mà fructose đó, hôm trước mình có nói là đường mà C group, corn syrup, đường ngô, hoặc là họ ăn quá nhiều chất béo chẳng hạn, do các chế độ ăn không có tốt, không lành mạnh. Thì còn đối với người Việt Nam mình nó hay có kiểu là suy nghĩ là ăn nhiều vô để tốt cho con đó, thì thật ra nó không tốt cho con mà nó chỉ vô hết người mẹ rồi. Để một đứa trẻ mà khỏe mạnh thì nên ăn như lúc mình ăn bình thường, ăn lean, tốt nhất là nên ăn lành mạnh, đừng nên ăn vô độ quá. Kiểm soát đồ ăn nào có lợi cho sức khỏe thì ăn. Thì trong một chu kỳ mang thai sẽ tăng khoảng chừng 10, 15, có thể 15 đến 20 kg là maximum. Đôi khi một số người để thả cửa quá, ăn cứ nghĩ là ăn cho con, thì cuối cùng ăn tăng trong 9 tháng lên 30 kg, thì thật sự nó không có vô đứa con mà lại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cả con với mẹ luôn. Cái đó lưu ý. Đặc biệt là nhất là phụ nữ mang thai hay thấy kiểu là lâu lâu thèm ăn chè, thèm ăn hả này kia đồ ngọt nhiều này chẳng hạn, thì lúc này phải tiết chế lại. Đó, hạn chế bánh kẹo, mấy thứ đồ nhiều đường. Rồi. Tiểu đường hai kỳ. Rồi. Đối với đối tượng này á, vì có những cái cột mốc khác nhau nên tập luyện cũng sẽ dựa vào các cái giai đoạn của quá trình mang thai đó. Giai đoạn đầu thường ở đây người ta nói là người ta nói người tập luyện á, trong lúc mang thai thường á, họ đã có tham gia tập luyện trước đây rồi và nó khá phổ biến ở phương Tây. Có thể mấy bạn nữ trẻ sau này mang thai cũng sẽ duy trì tập luyện vì cái mindset mình đã thay đổi rồi, chứ không có như xưa là cái mang thai phải ngồi chỗ phải dưỡng này kia nọ nữa, mà mình vẫn có thể vận động được và nó vẫn tốt cho con. Ở mức độ vừa phải, mức độ trung bình thôi, moderate level, và có thể tập luyện cho đến khi đến tam cá nguyệt cuối, tức là mình có thể tập được từ khoảng tháng thứ nhất đến tháng thứ sáu thì chúng ta bắt đầu giảm hoặc ngưng đó. Rồi bắt đầu giảm dần. Ở đây không hẳn là giảm dần mà có thể giảm hoạt động xuống, giảm cường độ lại. Ví dụ ban đầu còn tập các bài với kháng lực, về sau có thể chuyển dần qua yoga này kia nọ cho nó nhẹ hơn cũng được. Đó, thì ở đây tập trung vào phát triển cái biên độ vận động về độ linh hoạt, flexibility và core. Tại vì flexibility như các bạn biết, khi mà mang thai thì cấu trúc người mình bị thay đổi, giống như là mình phải đeo một cái ba lô phía trước thì bắt đầu lưng mình sẽ bị ưỡn nhiều hơn, dẫn đến trạng thái bị đau lưng, dễ bị đau lưng hơn, nhất là những cái tháng cuối khi mà thai nó lớn nhất rồi đó. Thì lúc này chúng ta nên tập trung vào cải thiện những cái cơ như là cơ mông, cơ thân dưới cộng với cả thân trên, để cho mình cơ bắp mình khỏe thì mình sẽ dễ cân bằng tư thế mình hơn, cộng với việc tập luyện những cái bài core để giữ ổn định tư thế, để nó giúp hạn chế và giảm mấy cái đau lưng như vậy. Tuy nhiên thì sẽ giảm dần cái việc tập tuy nhiên là trong hai cái tam cá nguyệt cuối, từ sau tháng thứ ba, nói năm nay là ba, sau tháng thứ ba, tại vì nếu chín chia làm ba thì là mỗi mỗi tam cá nguyệt là 3 tháng, thì sau tháng thứ ba trở đi, rồi sau 12 tuần nè, thì chúng ta sẽ không áp dụng tập những tư thế nằm nữa, nằm sấp, nằm ngửa gì hết, cũng cũng ngưng không tập. Và chúng ta cũng hạn chế những tư thế xoay vặn cột sống, uncontrolled twist nè. Đó, thì không được đề nghị. Thì lúc này chúng ta có thể tập gì? Chúng ta ví dụ tập nằm sấp, nằm ngửa. Vậy chúng ta có thể ngồi ngồi tập hoặc là đứng tập. Đứng tập, ngồi tập. Hoặc là ví dụ tập plank để tập phần core, cho có thể tập side plank cũng được, side plank. Bên chỗ mình làm thì có nhiều phụ nữ người ta vẫn có thai và vẫn tập circuit training được, và họ ví dụ thay vì họ tập plank hoặc push up thì họ sẽ chuyển qua họ đứng chống đẩy trên tường, hoặc là họ sẽ tập side plank, hoặc là họ tập glute fridge cũng được, họ cũng tập phần cơ mông. Đó. Thay đổi một số bài tập và chỉnh cái cường độ lại cho nó phù hợp. Rồi, và đặc biệt là giảm cái khối lượng, cái cường độ xuống. Những bài tập mà không được
đề xuất, đó là những cái bài mà hip abduction và adduction, tức là cái gì? Tức là cái máy mà mình hay gọi là cái máy máy tập mông, máy mở ra ép vào, mở ra ép vào ở ngay chỗ cái cơ mông, cơ mông, cơ đùi trong của mình đó. Chúng ta hay tập mở ra mở ra để cho nó lấp đầy cơ mông đó, hoặc là tập ép vô để cho nó săn chắc ở phía trong chẳng hạn vậy. Thì giai đoạn mang thai sẽ hạn chế không có tập những cái bài này nữa, chỉ tập body weight này kia nọ bình thường thôi. Rồi lưu ý cần phải cung cấp nước, cung cấp nước đầy đủ trong quá trình tập aerobic. Phải và lưu ý phải ngừng tập luyện. Cuối cùng phải chú ý nếu như trong khi tập luyện có những tình trạng như là nhức đầu, khó thở gì đây, để xem lại. Đây. Buồn nôn chóng mặt hay là chán váng ngất xỉu thì phải lưu ý ngừng, ngừng hoạt động này, phải ngừng ngay lập tức. Hoặc là trong lúc tập có các cơn đau hoặc co thắt ở vùng bụng abdominal, hoặc là hơi thở bị gấp không có thở được bình thường đó, hoặc là bị chảy máu, hoặc là nước tiểu có pha máu trong đó, có lẫn máu nước tiểu bị đổi màu, bị sậm màu thì nên ngừng hoặc giảm đi. Nước tiểu sậm màu khá là quan trọng, tại vì đôi khi chúng ta không nhìn để ý cái đó, nhưng mà nước tiểu một khi sậm màu là do nó đang bị tiêu biến cái protein cơ trong cơ thể ta, do chúng ta hoạt động quá mức nên nó mới bị đổi màu như vậy, nó đi ra nước tiểu. Rồi, đó là một số lưu ý khi chúng ta hướng dẫn cho phụ nữ mang thai. Đặc biệt mấy bạn trainer mà nữ có thể sẽ gặp đối tượng này nhiều hơn nam, nên lưu ý. Rồi, nên đánh giá kỹ. Nên đánh giá kỹ tư thế và lựa chọn bài tập. Tập cường độ thấp đến trung bình cho aerobic 40-50%. Tập luyện 3-5 ngày một tuần. Và tập trung vào body weight và không có cần mang tạ nhiều, tạ nặng, không cần đeo tạ thêm. Có thể tập bơi lội, đạp xe này kia nọ, giảm áp lực trên cơ thể, tại vì lúc này đã cơ thể đã có áp lực rồi, sẵn rồi nên giảm bớt. Rồi bỏ các bài tập, bỏ các bài tập về tư thế nằm supine là nằm ngửa, đặc biệt là sau cái 3 tháng đầu tiên, sau 3 tháng đầu tiên bỏ cái đó. Rồi, hiện tại thì không có một cái công bố chỉ dẫn tập luyện nào gọi là public được công bố về tập luyện kháng lực hay flexibility hay là balance gì hết cho phụ nữ mang thai, nhưng mà chúng ta có thể tùy theo tình trạng của từng người mà chúng ta áp dụng cho nó phù hợp. Mình khuyến khích re-educate, khuyến khích họ cải thiện lại tư thế, tại vì lúc này tư thế bị thay đổi, cải thiện lại tư thế để tối ưu được vận động và khả năng kiểm soát cơ thể. Lúc này tập gì nữa? Joint alignment, khớp, khả năng tối ưu của khớp và cơ bắp được cân bằng. Rồi, ok. Các bài tập về giãn cơ thì nên thực hiện với tư thế ngồi hoặc đứng, hạn chế nằm, không nằm. Rồi. Ở đây có một số lưu ý, tuy nhiên cái việc SMR thì không được, không nên thực hiện, vì lúc này những cái tĩnh mạch của họ đang bị giãn nở, đang bị, không phải gọi là bị chèn ép, do cơ thể bị căng lên, bị dồn ứ máu nhiều hơn, nên nếu mà mình áp lực lên nữa họ sẽ dễ bị tê hoặc là bị sưng phồng ngay những cái chỗ, đặc biệt là cơ bắp chân. Nếu chúng ta thực hiện SMR đè lực mạnh lên cái cơ thể của người phụ nữ đó. Rồi, ok. Rồi, hai phần đó các bạn có thắc mắc gì không? Mình còn khoảng 6 phút. Anh ơi, theo anh thì khoảng mấy tháng sau sinh thì mình tập luyện được ạ? Đây anh chưa tìm hiểu, có thể mình tìm trên Google xem. Chắc cũng tùy theo cái người nữ đó họ phục hồi nhanh hay chậm nữa, tùy theo cách họ sinh, tùy theo cách khả năng phục hồi của họ. Mình khoảng 3 tới 4 tháng. 3 tháng.
mình nghĩ chắc khoảng 3 tháng là cũng được rồi, 3 tháng chắc ok. Hay yếu thì 4 tháng. Ừ, tùy theo cái độ phục hồi của người đó. Đó giờ có ai kèm phụ nữ mang thai chưa? Kèm sau kèm giờ ta. Chưa. Sinh thường, nếu mà sinh thường thì tầm khoảng cái gì nhỉ? Sinh thường tầm khoảng 4 tháng và sinh mổ phải 6 tháng. Sinh mổ thì sẽ lâu hơn tại vì tổn thương cơ thể. Không, đọc một cái bài báo nó ghi vậy. Ok, nếu có link báo xem lại gửi vào group để mọi người tham khảo. Đó. Đọc lâu rồi, đọc hơn một năm rồi. Mấy cái này mình chắc Google nó sẽ ra, mình chưa có tìm hiểu là bao lâu sẽ quay lại tập được. Mình nghĩ 3 tháng chắc ok rồi. 3 hoặc 4 tháng đối với sinh thường. Rồi, đó là về phụ nữ mang thai và ung thư. Ung thư lưu ý nó là bệnh viêm nên phải nạp dinh dưỡng và vận động. Còn phụ nữ mang thai thì lưu ý một số tư thế và nhắc nhở đi kiểm tra định kỳ thường xuyên để kiểm tra thai kỳ như thế nào. Đó. Rồi. Tiếp theo là các bệnh lý về phổi. Không biết nhà mấy bạn mà thì mấy người phụ nữ mà sinh thai sinh con xong á thì mình còn có để cho họ hơi than hơi gì không? Hơi than để khỏe hay là bớt lạnh, bớt lạnh tay lạnh chân gì đó. Trước nhà Tuấn có làm không? Không không. Ta không có cho. Thì cái đó thường theo như thầy của mình á, tại vì ổng là bác sĩ mà vợ ổng cũng là bác sĩ thì họ cho rằng không phù hợp, chỉ cần giữ nhiệt độ phòng ở nhiệt độ bình thường khoảng chừng 26-27 độ là được rồi, để cho cả mẹ con đều mát mẻ thoải mái là được, không có khuyến khích gọi là hơi than hơi gì hết, tại vì cơ bản khi mà than đốt lên là toàn là khí độc không mà đứa trẻ rất là còn non thì không phù hợp và không có tốt cho sức khỏe của cả mẹ với con đó. Rồi vấn đề ví dụ bị tắc sữa, bị tắc sữa đi thì hay có khuyên là ăn giò heo hầm này kia nọ thì không hợp lý, không hợp lý ha, tại vì khi mà ăn giò heo hầm như vậy, giò heo á, bản chất nó là chất béo bão hòa nên tưởng tượng hình dung cái chất béo nó sẽ làm lấp đi cả cái tuyến sữa và lúc này nó cũng không ra được sữa và thậm chí nó còn dễ gây viêm. Nếu như cái chuyện mà không có sữa đi mà ăn chất béo bão hòa thì nó cũng không có sữa, mà ăn chất béo bão hòa vô mà đến lúc nó có sữa nó lại bị bít đi thì các bạn hình dung giống như là cái ống nước đang bơm nước ra mà lại bít lại thì nó sẽ dẫn đến sưng, viêm và áp xe. Áp xe lúc này nghiêm trọng ha, nên không có ăn cái giò heo lúc mà để có sữa hay gì hết. Mà có một cái chất quên, tự nhiên quên tên, lecithin thì phải, lecithin đây. Lecithin này các bạn khi mà bị tắc sữa khuyên người ta đi ra ngoài thuốc tây á, muốn này uống lecithin, nó là chiết xuất trong các cái loại thực vật trong hạt hướng dương có, thì khi uống cái này vào nó sẽ giúp giải phóng được cái đường vậy, giống như là gọi là chất béo tốt á, nên nó sẽ giải phóng được cái đường ra sữa cho cái người phụ nữ đó, nên ra ngoài tiệm thuốc mua cái chất này uống và hỏi người ta uống bao nhiêu liều gì đó tham khảo, chứ mình đừng có ăn giò heo đó vậy thôi. Còn cái việc mà có sữa hay không có sữa là do cái đứa bé đó nó phải được bú thường xuyên thì nó mới kích thích gọi là cái hệ thần kinh của mình, của người mẹ lúc này mới ra hiệu cho cơ thể sản sinh ra sữa. Nhiều yếu tố khác nữa. Rồi, mình off rồi mình on lên lại. Còn có 1 phút thôi.